Trong khi hàng ngàn người Việt hỗn loạn và tháo chạy khỏi tâm dịch Daegu ở Hàn Quốc, thì vẫn có người quyết định bám trụ ở đây với hy vọng sẽ vượt qua mọi khó khăn. Anh Nguyễn Đăng Cự, 28 tuổi, sinh viên theo học thạc sĩ ngành mậu dịch thương mại, trường Kaemyung University ở thành phố Daegu, nói với VOA tiếng Việt về tâm trạng lo sợ của người Việt. Thành phố Daegu đang ở tâm dịch và hiện tại thì em cũng đang là sinh sống và học tập tại thành phố Daegu. Còn đối với người Việt Nam mình thì rất là hỗn loạn ạ. Có nghĩa là bây giờ người ta hầu như là tìm cách để về Việt Nam. Chỉ có những người mà mình không thể về như là những người anh chị em có được phát chẳng hạn thì về nó rất là khó khăn, đâm ra người ta mới được lại. Còn lại thì học sinh, sinh viên, những anh chị đi làm hợp pháp thì người ta đa số là hầu như là về Việt Nam ạ. Hôm 29 tháng 2, theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cơ quan Quản lý và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc KCDC đã xác nhận với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc một trường hợp người Việt Nam tại thành phố Daegu bị nhiễm COVID-19. Sinh sống ở Daegu 9 năm qua, chị Thái Thị Ngọc Bích, một phụ nữ quê ở Cần Thơ lấy chồng Hàn Quốc và có con gái đang học tiểu học, cho vay biết dịch bệnh COVID-19 làm xáo trộn sinh hoạt thường nhật của gia đình chị. Chị Bích cũng cho biết nơi chị ở chỉ cách nhà thờ thuộc giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu 25 phút lái xe, nơi chiếm 60% trong số hơn 4.300 ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc. Chị dự báo tình hình dịch bệnh sẽ tăng thêm ở địa phương. Tuy nhiên, chị Bích quyết định không về Việt Nam lánh dịch mà sẽ ở lại Daegu. Mẹ và các anh chị rồi cũng gọi điện thường xuyên và kêu mình về, nhưng mà đã là không sao. Ở đây vẫn ổn. Mình hiện tại thì mình không có ý định về Việt Nam. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có khoảng 200.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc. Riêng tại thành phố Daegu là 8.285 người. Tại tỉnh Gyeongsangbuk là 18.502 người.